Xin chào, Quỳnh Trang xin được mến chào quý vị khán giả đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của trạm dừng ECA. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 20 giờ thứ tư hàng tuần trên fanpage NC Academy. Và hôm nay thật sự là một dịp rất là đặc biệt và may mắn của Quỳnh Trang khi mà được đồng hành và song mic cùng với MC Quỳnh Dung, là một người mà Quỳnh Trang cũng đã có dịp tiếp xúc bên ngoài rồi. Và hôm nay thì chúng tôi có dịp để mà kết hợp với nhau trong một số podcast cũng khá là đặc biệt như thế này. Và lý do vì sao mà đặc biệt thì quý vị khán giả hãy cùng theo dõi nhé. Và xin chào Quỳnh Trang và Quỳnh Dung, xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị thân mến, sau một tuần làm việc căng thẳng và thật vui vì chúng ta đã có dịp ngồi xuống để cùng với nhau chia sẻ về những câu chuyện trong cuộc sống. Và hiện tại thì Học viện MC Academy của chúng ta đang diễn ra một cuộc thi, đó chính là MCA C-Star 2023. Và cuộc thi này thì thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn học viên. Và cuộc thi năm nay cũng có một điều rất là đặc biệt, đó chính là có thêm rất là nhiều những phòng thi hấp dẫn. Và có một vòng thi, đó chính là vòng thi dự án thiện nguyện, cũng là vòng thi cuối cùng để chúng ta chọn ra top 16 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết. Và không biết được rằng là Quỳnh Trang có nhớ là dự án thiện nguyện nào đã chiến thắng trong vòng thi này và chiếm được tình cảm của khán giả theo dõi livestream cũng như là ban giám khảo không ha? Thì cái lúc mà diễn ra dự án thiện nguyện thì Quỳnh Trang cũng đã có theo dõi trên livestream rồi, và Quỳnh Trang đã theo dõi từ đầu đến cuối luôn. Và thật là một điều may mắn đối với Quỳnh Trang khi mà được chứng kiến và theo dõi được cả ba dự án này. Và đối với Quỳnh Trang thì đây là ba dự án cực kỳ có ý nghĩa, và có một dự án đã chiếm trọn tình cảm của tất cả quý vị khán giả cũng như là chị Thầy Hoài Hương ở thời gian đó. Đó chính là dự án Thanh Âm Diệu Kỳ đến từ team huấn luyện viên Thảo Tây và Vũ Duy. Dạ, và ngày hôm nay thì ở trong số phát sóng thứ 33 này thì trạm dừng MCA rất vui vì nhận được lời tham dự của MC Vũ Duy, một trong hai mentor xuất sắc của dự án đã chiến thắng Thanh Âm Diệu Kỳ. Xin chào tất cả quý vị thính giả, các bạn học viên của podcast Trạm Dừng MCA. Ngày hôm nay thì buổi đi cũng rất là vui và rất là hào hứng khi mà mình tham gia số phát sóng này và chia sẻ đến tất cả quý vị rõ hơn về dự án thiện nguyện sắp tới. Bên cạnh đấy thì trong số podcast này chúng tôi cũng rất là may mắn khi mà được mời đến đây một thành viên sở hữu một cái ngoại hình rất là xinh xắn cũng như là một chất giọng cũng rất là ngọt ngào đến từ team của huấn luyện viên Vũ Duy và Thảo Tây. Xin được giới thiệu với quý vị thính giả, MC Thảo Nhi. Thảo Nhi cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả, hai MC của chúng ta và Vũ Duy và Phi Hậu. Thảo Nhi rất là vui vì đây là lần đầu tiên được đồng hành cùng với chương trình để có thể chia sẻ được những trải nghiệm cũng như cảm xúc của mình về dự án Thanh Âm Diệu Kỳ. Dạ, và sở dĩ là tại sao chúng tôi lại gọi số này là một số đặc biệt, tại vì ngày hôm nay chúng ta có sự xuất hiện của ba khách mời, và Quỳnh Dung và Quỳnh Trang cũng định là tạo một cái sự bất ngờ gì đấy cho quý vị thính giả, nhưng mà trong phần trả lời của MC Thảo Nhi thì cũng bật mí tên của vị khách mời thứ ba rồi, đó chính là sự xuất hiện của MC Phi Hậu, chủ nhiệm cộng đồng MCA và trưởng ban ngoại khóa thiện nguyện. Phi Hậu xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Podcast Trạm Dừng MCA, và xin chào MC Quỳnh Dung, MC Quỳnh Trang, MC Vũ Duy và MC Thảo Nhi, và rất là vui khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong số phát sóng rất là đặc biệt này của chương trình. Và trong số phát sóng này thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình và những câu chuyện đằng sau của team Vũ Duy Thảo Tây cũng như là các thành viên trong suốt quá trình mang dự án Thanh Âm Diệu Kỳ đến CC Star 2023 với chủ đề Khi trái tim cất lời, quý vị nhé. Vũ Duy và Thảo Nhi thân mến, thì cũng đã hơn một tuần rồi kể từ khi mà team của mình giành được chiến thắng ở vòng thi dự án thiện nguyện. Thì không biết là đến lúc này thì ở thời khắc này thì Vũ Duy và Thảo Nhi có cảm giác như thế nào? Muốn nói trước không? Chị nhắn trước đi. Dạ, mời mentor Vũ Duy xin nói trước ạ. Thực ra thì đúng như Trang có nói thì vòng dự án thiện nguyện mình cũng đã kết thúc hơn một tuần nay rồi, nhưng mà thực sự đến bây giờ thì cái cảm xúc của đêm ngày hôm đó vẫn rất là sâu sắc, bởi vì đêm ngày hôm đó thì cả ba team luôn đều có những cái phần thể hiện cũng như là trình bày những cái dự án rất là xuất sắc, nhưng mà may mắn là team của Vũ Duy đã nhận được cái sự đồng cảm cũng như là yêu mến của quý vị khán giả cũng như là mang tính khả thi nhiều hơn, nên là đã được ban đánh giá chọn để có thể hiện thực hóa được. Và đặc biệt nữa là sau vòng đó thì mình team mình lại có thêm một thí sinh được góp mặt vào đêm chung kết nữa, thì mình càng vui hơn, giống như cái niềm vui đó nhân đôi ấy. Đó. Dạ, và còn cảm xúc của MC Thảo Nhi thì thế nào ạ?
Đúng như là Vũ Duy nói là mặc dù đã một tuần trôi qua rồi nhưng mà cảm giác vẫn như mới là ngày hôm qua vậy đó. Vẫn rất là vui, vẫn hạnh phúc và bên cạnh đó là xen lẫn sự tự hào nữa. Bởi vì khi mà Thảo Nhi đến học viện để đi học thì vẫn nghe mọi người nhắc về dự án Thanh Long Dự Kỳ rất là nhiều. Và Thảo Nhi cũng rất là mong chờ đến ngày mà dự án được thực hiện. Dạ, và thật sự là rất là hạnh phúc đúng không ạ? Và tất cả những tâm huyết mà cả team này đã dành cho dự án thì cuối cùng cũng đã có một cái kết rất là đẹp đúng không ạ? Và Thanh Long Dự Kỳ với mong muốn là sẽ mang đến một bản nhạc kỳ diệu dành cho các em nhỏ ở trường khiếm thính Hy Vọng. Và Quỳnh Dung cũng có một câu hỏi muốn dành cho Vũ Duy, đó chính là Vũ Duy có thể chia sẻ rõ hơn là vì sao mà cả team lại chọn nơi đây làm nơi mà trao gửi yêu thương không? Để mà nói là vì sao chọn nơi đây thì mình phải nói một tí về cái cách mà team của Vũ Duy và Thu Thảo làm việc với nhau với các bạn. Thì vì đa phần thì tất cả những cái phần thi, nhưng nếu như các bạn có theo dõi qua livestream thì cũng thấy là cả vòng bán kết đến vòng dự án thiện nguyện thì Vũ Duy và Thu Thảo thì cũng nói với nhau rất là rõ là đa phần sẽ cho các bạn lên ý tưởng và từ đó thì sẽ bình chọn ra ý tưởng nào mà các bạn đồng ý và có sự thống nhất của cả team thì chúng tôi quyết định là mình sẽ xây dựng dựa trên ý tưởng đó và làm cho ý tưởng đó tốt hơn không? Chứ mình không có bắt buộc là các bạn phải làm dự án này hoặc dự án khác hoặc ý tưởng này, ý tưởng khác, mà đó là sự thống nhất của cả team luôn. Và quay trở lại cùng với cái nội dung mà tại sao team của Vũ Duy và Thu Thảo chọn trường Khiếm Thính Hy Vọng làm nơi thực hiện dự án thiện nguyện này, đó là bởi vì là đây là một nơi mà chúng tôi cảm nhận được nó có sự đồng điệu, giống như phần trình bày của các bạn thôi. Ở Học viện MC Academy chúng tôi quan niệm với nhau và các bạn cũng nói với nhau rất là quen thuộc một cái câu là nói để thành công. Chúng ta dùng lời nói đúng không, chúng ta là những người nói, dùng lời nói để có thể là mang thông tin và chạm đến tất cả quý vị khán giả của mình, quý vị thính giả của mình. Và ở đây các bạn của trường Khiếm Thính Hy Vọng các bạn cũng mong muốn được nói như vậy, và dự án của chúng tôi mang một cái thông điệp là không chỉ là lắng nghe mà chúng ta cần phải thấu hiểu nhiều hơn, thấu hiểu bằng tất cả tấm lòng của mình và dùng giọng nói của mình để giúp đỡ các bạn. Khi mà theo dõi về phần trình bày của team Vũ Duy và chị Thảo Tây thì Quỳnh Trang rất là thích và tâm đắc với cái thông điệp mà dự án mang lại, đó chính là không chỉ lắng nghe mà chúng ta còn cần phải thấu hiểu nữa. Quỳnh Trang cũng biết là trước khi mà trình bày cái dự án đấy trước hội đồng thẩm định thì các bạn đã dành thời gian rất là nhiều để có thể đến thăm trực tiếp cái ngôi trường đấy và hiểu được hoàn cảnh của các em nhỏ. Vậy thì Thảo Nhi ơi, thì Thảo Nhi có thể kể lại hành trình mà các bạn đến đây và gặp gỡ các em cho quý vị thính giả nghe được không? Thật sự là cái buổi đi tình cảm rất là quan trọng và ý nghĩa đối với team luôn. Bởi vì nếu như mà không có cơ hội được đến đó thì sẽ có rất là nhiều câu chuyện mà team sẽ không thể hiểu hết được. Trước khi mà đến tình trạng thì team cũng đã tìm hiểu về trường Hy Vọng rất là nhiều qua báo chí, qua internet, thậm chí là trên website của trường. Là tụi mình nghĩ là các em sẽ bị khiếm thính thì không nghe được, không nói được, và các em sẽ kiểu hướng nội, thu mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Nhưng mà khi thực sự đến đó rồi, mọi người mới bất ngờ là các em có thể nghe được, có thể hiểu được nếu như mà mình nói chậm và nói rõ hơn. Thậm chí là các em rất là vui mừng, hào hứng để giao tiếp với mình. Có nhiều em là chỉ có thể ê a bập bẹ từng tiếng thôi, nhưng mà vẫn là rất là nỗ lực để mà có thể diễn đạt được thành lời cho mình hiểu. Và có nhiều em bé nhỏ không thể nói được thì các em lại bày tỏ một cách rất là dễ thương, là với những gì mà em thích thì em sẽ dùng tay để làm hình trái tim, hoặc là sẽ đập tay với tất cả mọi người để thay cho lời chào. Trong ngày hôm đó thì team cũng được nghe cô thầy cô ở trường chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện cảm động về những cái tấm gương học tốt nè, hoặc là những cái hoàn cảnh khó khăn của các bé, và kể cả những khó khăn hiện tại của trường. Cho nên là có thể vật chất ở trường thiếu, nhưng mà tình cảm là thứ mà lúc nào cũng đông đầy ở đó. Tất cả các thầy cô ở trường đều đã gắn bó với trường rất là lâu. Có thầy cô thậm chí là gắn bó hơn 20 năm ở trường với đồng lương thật sự là không nhiều. Mà không chỉ gắn bó lâu đâu, có nhiều thầy cô còn nuôi dạy, nhận nuôi cả những bé mà ở tỉnh xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi vì nếu như mà các thầy cô không hỗ trợ thì ba mẹ của các bé sẽ cho các bé đi về quê và sẽ không có cơ hội được học tập nữa. Cho nên là các cô dù cũng khó khăn nhưng mà vẫn cố gắng là bao ăn, bao ở và giúp đỡ các bé rất là nhiều. Mình nghe những câu chuyện đó mình rất là thương. Có nhiều bạn là bên cạnh việc học còn phải đi nhặt ve chai, đi bán vé số để có tiền phụ giúp gia đình và có tiền để trang trải học phí. Cho nên là với những cái câu chuyện như vậy thì giống như là một động lực
để cho team quyết định là mình phải hành động ngay, mình phải hoàn thành dự án một cách tốt nhất để có thể tiếp sức cho các em, tiếp sức cho các thầy cô và cho trường hy vọng. Ừ, và sau khi mà lắng nghe những chia sẻ của Vũ Duy và Thảo Nhi thì Quỳnh Dung rất là đồng cảm ha. Phải đến tận nơi thì mình mới thấy được là các bạn khó khăn như thế nào, đúng không? Và Quỳnh Dung cũng có một cái thắc mắc, đó chính là tên của dự án của mình là Thanh Âm Diệu Kỳ. Vậy thì mình có thể giải thích rõ hơn về cái tên này được không? Câu hỏi này thì chắc là phải dành cho Thảo Nhi đi. Tại vì bạn nãy giờ cũng như các bạn cũng thấy là kể cả cái đêm dự án thiện nguyện đúng không? Và phần trả lời vừa rồi thì tôi cũng thấy là Thảo Nhi rất là tâm đắc với dự án này và team cũng nhìn nhận điều đó luôn. Đó nên là phần này chắc chắn không thể nào Thảo Nhi không trả lời được và rất là hiểu rõ phần này luôn. Thật ra Thanh Âm Diệu Kỳ là cũng là một cái tên mà khi mà đến tình trạng rồi về mới quyết định là chọn tên này một cách gọi là mạnh mẽ về nó, và mình tự hào là mình đã chọn một cái tên này. Bởi vì khi mà mọi người nghĩ là ở hy vọng sẽ là một thế giới im lặng, các bạn sẽ giao tiếp với nhau bằng thủ ngữ bởi vì các bạn không nói được, nhưng mà giống như Nhi đã chia sẻ thì các bạn lại cố gắng dùng âm thanh, dùng ngôn ngữ của mình để có thể hòa nhập được với mọi người. Và cái âm thanh đó kỳ diệu ở chỗ là mặc dù nó bập bẹ thôi, nhưng mà chúng ta có thể cảm được, chúng ta có thể hiểu được là các em đang muốn giao tiếp với mình, các em đang muốn thể hiện điều gì, bày tỏ tình cảm, cảm xúc gì với mình. Và đó là một thanh âm diệu kỳ mà chúng ta phải lắng nghe thật sâu và cảm nó thì mới có thể hiểu được. Dạ, và như vậy là dự án Thanh Âm Diệu Kỳ của team là sẽ mang đến những bản nhạc cho trường Khiếm Thính Hy Vọng, đúng không? Và vì Dung có một cái thắc mắc, đó chính là team cụ thể là sẽ mang đến những bản nhạc nào cho ngôi trường này, và cũng như là các bạn hãy chia sẻ rõ hơn về những hoạt động thiện nguyện mà dự án muốn hướng đến không? Với dự án này thì team cũng đã bàn với nhau trước cái ngày mà dự án đêm diễn thiện nguyện để có thể là cho các bạn trong team thể hiện cái phần thi của mình. Thì bên cạnh đó thì team cũng nói với nhau, bàn với nhau rất là kỹ là mặc dù là dự án nếu như không được ban đánh giá chọn và hiện thực hóa thì team cũng sẽ bàn với nhau để thực hiện trong khả năng của mình thôi với từng thành viên để mình có thể hiện thực hóa được. Thì đầu tiên thì giống như các bạn có thể là theo dõi, nếu như mà tính giả nào chúng ta chưa theo dõi thì cũng có thể thấy là hiện tại thì giống như phần thi của các bạn cũng có nói đến là trường Kim Tính Hy Vọng đang thiếu những cơ sở vật chất để có thể phục vụ cho cái công việc cũng như là việc học tập của các bạn và hỗ trợ thêm cho các bạn. Thì cụ thể là những cái thiết bị như là máy tính, thì ở đó thì team cũng đã có và lên kế hoạch rồi sẽ hỗ trợ máy tính cho các bạn. Ngoài ra nữa thì ở đây thì các bạn đang cần cái sự hỗ trợ về cái nguồn tài chính, bởi vì có những cái hoàn cảnh khó khăn, và ở đây thì là một cái trường tư nhân và các bạn phải tự chủ về mặt học phí. Thì mỗi tháng như vậy thì học phí của mỗi bạn trên dưới khoảng 2 triệu đồng. Thì đây là một cái nguồn mà nếu như những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì không thể nào mà có thể là đảm nhận được và cần sự hỗ trợ rất là nhiều, thì team cũng sẽ cố gắng để dành ra một cái phần đó dành cho cái quỹ và để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Và ngoài ra nữa thì khi mà hiện thực hóa được dự án thì team cũng sẽ xây dựng và lên kế hoạch cho một cái buổi đến đó để có thể là vui chơi hoạt động với các bạn để tạo sự gắn kết không chỉ là các bạn trong team không, mà cả những thành viên của cộng đồng MCA, để chúng ta có thể dùng lời nói của mình, dùng ngôn ngữ của mình để có thể kết nối nhiều hơn và giúp cho các bạn, các em có thể là hòa nhập nhiều hơn với chúng ta. Và Quỳnh Trang cũng tin rằng là những cái hoạt động ý nghĩa đó sẽ là chất liệu để làm đẹp hơn cái lời nói của chúng ta. Bởi vì là một MC thì bên cạnh việc chúng ta làm nghề giỏi thì chúng ta cũng phải có một tấm lòng trong sáng nữa. Vậy thì trong cái quá trình triển khai cái kế hoạch cũng như là đi tiền trạm đấy thì team Vũ Duy Thảo Tây có gặp những khó khăn gì hay không? Dạ, với câu hỏi này thì chắc là sẽ nhờ Thảo Nhi đi ha. Tại Thảo Nhi cũng là những cái người mà như mentor Vũ Duy chia sẻ là rất là tâm huyết với dự án này, và bạn cũng đã có cơ hội tiếp xúc với những em ở trường Khiếm Thính đó. Vậy thì Thảo Nhi có thể chia sẻ rõ hơn về những khó khăn mà cả team gặp phải không? Thực ra khi mà đi tình trạm đến hy vọng thì hầu như là team không có gặp khó khăn gì đáng kể cả, bởi vì các em rất là dễ thương và thầy cô cũng rất là dễ thương và hỗ trợ team rất nhiệt tình. Cho nên là một cái khó khăn mà Thảo Nhi nghĩ là team gặp phải đó chính là áp lực, bởi vì mình đã được có cơ hội được đến với hy vọng và mình tận mắt chứng kiến sự vui vẻ của các em và cả những khó khăn mà trường đang gặp phải, thì mình lại, tất cả các thành viên trong team lại tạo cho mình một cái áp lực là mình phải có trách nhiệm, là phải làm thật tốt dự án này để có thể biến nó thành hiện thực và giúp đỡ các em trường hy vọng. Trong quá trình làm việc thì dĩ nhiên là sẽ có những tranh cãi và đôi khi là có một vài thành viên trong team bị stress và phải ra một góc ngồi suy nghĩ rất là lâu. Nhưng mà sau tất cả thì các thành viên lại cuối cùng quyết định là ngồi với nhau và hoàn thành tốt nhất dự án Thanh Âm Diệu Kỳ. Và đôi khi là chúng ta gặp
những cái áp lực, nhưng mà mình biến được những cái áp lực đó thành động lực thì có thể giúp cho người này, rồi giúp cho team của mình cũng sẽ đã giành được chiến thắng, thì đấy là một cái niềm vui mà phải gọi là nhân đôi đúng không? Và ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta còn có sự tham gia của MC Phi Hậu là trưởng ban ngoại khóa thiện nguyện, và anh cũng đã đồng hành cùng với rất là nhiều những dự án thiện nguyện của cộng đồng FCA. Vậy thì khi mà được lắng nghe những chia sẻ về dự án này thì Phi Hậu cảm thấy như thế nào? Hậu nghĩ rằng là chắc chỉ cần nói ngắn gọn đây là một dự án cấp thiết và mình sẽ làm ngay. Chỉ đơn nói đơn giản như vậy. Và tại sao phải là cấp thiết và phải làm ngay? Tại vì thực ra là ban ngoại khóa thiện nguyện đã có kế hoạch là đi sẽ thực hiện một cái dự án thiện nguyện vào tháng 4 rồi, và nó là một cái địa điểm khác, và cái địa điểm này á xin vượt vượt mấy là nó cũng hơi giống một chút ở một trong ba team, nó chỉ hơi giống thôi chứ không có giống hoàn toàn nha. Thôi nhưng mà thực ra là hậu khi mà chị Hương đưa ra cái chuyện mà MCCC Star có dự án thiện nguyện hậu nói ủa sao chị em mình giống như tâm linh tương thông với ông ta, tức là không có bài vì với nhau, chứ bên cộng đồng là làm dự án thiện nguyện thì hậu chỉ nói là sắp tới sẽ làm dự án thôi, thì ở đây là khi là chị Hương đã tổ chức cái phần thi ra rồi thì mình nói ok cái này là mong muốn của chị và mình rất là quan tâm được, mình cũng không hỏi luôn thì chị cứ tổ chức thôi, và chị mình đúng ra cũng sẽ góp mặt trong cái đêm thi đó, nhưng mà vì một số lý do thì mình cũng không thể tham gia được, thì mình chỉ nói trong lòng mình cũng không nói với chị Hương đó là em đặt hết niềm tin vào chị, em đặt hết niềm tin vào chị, đặt hết niềm tin vào ban đánh giá để chọn ra một dự án, mà nếu như dự án đó nó cấp thiết thì ok dù là cái chuyện kế hoạch của ban thiện nguyện có được lập ra mình cũng rất nhận lời để làm cái việc đó đầu tiên. Và thật sự là cả ba dự án cái nào mình thấy nó cũng cấp thiết hết, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái thì bản thân hậu thì tới bây giờ nha, đây là lần thứ hai hậu được nghe team chia sẻ lại về dự án. Lần đầu tiên đâu phải là live stream, hậu yeah. xem trên live stream, tại vì họ cũng không có thời gian xem live stream lại luôn, cho tới tập thời điểm này này là sau một tuần rồi. Hậu chỉ nghe lần thứ nhất là từ cuộc gọi với Như Ngọc sau khi mà team đã chiến thắng, để hậu hiểu hơn về dự án, để hậu là cái bên việc là gây quỹ Inception đó hậu thực hiện. Thì nghe từ chỗ Như Ngọc lần đầu tiên họ đã hiểu là thứ nhất nó là tính cấp thiết ở đây này, cái thứ hai nữa là chuyện mà các bạn suy nghĩ là chỉ tạo ra hoạt động, nếu như mà nãy giờ nghe các bạn chia sẻ thì mình có thể gọi tóm tắt dự án này á, nó có hai hoạt động chính trong cái ngày hôm đó, thứ nhất là quyên góp về máy tính, và thứ hai là số tiền còn lại là khoảng 20 triệu sẽ dùng để học tập tiếp sức, đúng không? Mình nhớ không làm như vậy, thì nghe rất đơn giản như vậy, nhưng mà nếu như á mà các bạn mà có cái sự nhìn sâu hơn, các bạn sẽ thấy là cái team này á, họ giống như hồi nãy thẳng nhiên nó là có những lúc các bạn bị stress, rất stress để phải nghĩ ra cái chuyện đó. Mình nhìn trên Fireboy nha, bây giờ nếu mà các bạn nào có cần muốn xem Fireboy thì chắc cũng xin phép các bạn bên team sẽ cho công bố ra cũng được, thì thấy là cái Fireboy nó trình bày rất đơn giản, nhưng mà cái sự đơn giản đó là cả một sự tranh trở, và họ cũng phải rất bất ngờ khi họ nhận cái Fireboy đó xong, ủa sao team này trình bày đơn giản quá vậy. Nhưng mà khi hậu, nhưng mà rất may mắn là tại vì trước khi mình nhận, mình mở cái file đó xem, mình đã gọi điện cho Như Ngọc. Và Như Ngọc nói cho mình bằng hết một cái sự tâm huyết là em muốn làm cái dự án này, phải làm dự án này. Và nó số tiền là 50 triệu mọi người. Tổng số tiền là 50 triệu mà thật sự bây giờ quỹ MC Foundation thì số tiền đó nó chưa đạt cái mức đó. Nó chỉ đâu đó là 1% thôi. Vậy thì trong một tháng mà để ra 50 triệu, cái gây quỹ 50 triệu là một điều không hề gì hết. Nhưng mà nó không phải là một điều không hề khả thi. Hậu nghĩ là vẫn có thể ở cái mức nào đó, mà nếu mình cố gắng hơn thì nó có thể đạt được. Nhưng mà mình không có nghĩ đến chuyện tiền, cũng không nghĩ đến chuyện khó khăn, không ngăn ngại đến chuyện đó. Mình chỉ thấy đây là một cái chuyện mà nếu có 5 cái máy tính cho các em thì các em sẽ học được thêm nhiều kiến thức về thiết kế đồ họa hơn. Mà vốn dĩ các em vì bị thiếu khuyết ở cái điểm một vài bộ phận trên cơ thể, các em chỉ còn cái con đường là như thế này thôi. Thì nếu mình không hỗ trợ cho các em thì mình biết bao giờ mới hỗ trợ. Và khi mà nghe tới Như Ngọc nói, và cả hôm nay là Thảo Nhi và Vũ Vi nói lần thứ hai, thì mình mới nói, mình thấy rằng là nếu như mình không bước vào cái dự án này để có cái phần tiền là học học tiếp sức cho các em, thì thậm chí có thể ngày mai có em sẽ được nghỉ học. Có em sẽ nghỉ học. Mà cái chuyện giáo dục là cái chuyện rất quan trọng, đúng không ạ? Một cái người mà có đầy đủ mọi thứ, họ còn cần phải học huống gì một cái người có kiến thức, họ còn cần phải học nhiều hơn nữa, nếu như mình nhìn xong hơn. Thì thật sự là ngày hôm nay đứng trên số sóng này thì họ cũng rất là mong các bạn thành viên cộng đồng Kimsa chúng ta, dù cái khả năng mình như thế nào, dù chỉ là mình đang tài chính đang rất ít thôi, mình cũng phải bước vào để cùng ủng hộ cho quỹ Inception nó được tăng lên, để nó đạt được một cái số tiền là 50 triệu như là dự án mà bên chỗ chị Thảo Tây và Vũ Duyên mong muốn, để có thể
làm hoàn thiện được cái dự án này một cách tốt nhất. Yeah. Và sau khi mà lắng nghe những lời chia sẻ của Phi Hậu thì và những lời chia sẻ của Vũ Duy và Thảo Nhi nữa thì Quỳnh Dung cũng thấy là sự quyết tâm rất là lớn đến từ chính các thành viên của team này. Và Quỳnh Dung cũng còn nhớ là có một câu nói của chị thầy ở trong phần cuối cùng của ban giám khảo. Chị thầy có nói là nếu mà quỹ MCA Foundation không tài trợ cho các bạn thì các bạn sẽ làm sao? Lúc đấy thì Quỳnh Dung nhớ rằng là Thảo Nhi này của team mình cũng đã trả lời nè, rất là dõng dạc luôn. Đó chính là nếu mà không được tài trợ thì team của mình vẫn sẽ đến đó và mang những điều kỳ diệu từ những trái tim chân thành đến với các bạn nhỏ. Là đã thấy một cái sự rất là quyết tâm rồi đúng không? Và thực sự là tất cả những gì mà team huấn luyện viên Thu Thảo và Vũ Duy mang đến để chinh phục ban giám khảo và quý vị khán giả đã mang đến một chiến thắng rất là thuyết phục. Và một lần nữa thì xin được chúc mừng team huấn luyện viên Thu Thảo và Vũ Duy. Và qua phần chia sẻ của MCP Hậu thì Quỳnh Dung cũng cảm thấy là dự án này là một cái dự án rất là thiết thực và cũng cảm nhận được cái sự quyết tâm của các thành viên của team của huấn luyện viên Thu Thảo và Vũ Duy. Và cũng giống như là chị thầy đã từng nói với chúng mình là chị muốn các bạn trở thành một người tốt trước khi là một MC giỏi, đến với cộng đồng MCA và đến với học viện MC Academy. Bên cạnh việc là chúng mình được học hỏi, trau dồi những kỹ năng để trở thành MC thì chúng mình còn được học hỏi thêm nhiều thứ qua những dự án thiện nguyện để chúng mình trở thành những người nói bằng những trái tim chân thành đúng không? Và qua đây thì Phi Hậu có thể chia sẻ rõ hơn về những cách thức mà chúng ta có thể gây quỹ cho cái dự án này không? Sau khi mà dự án chiến thắng á, ngay trong đêm đó thì họ chỉ có xem được cái phút cuối cùng là công bố dự án chiến thắng thôi. Là coi như họ không có thời gian để họ xem nữa, họ biết là ok, dự án chiến thắng rồi. Vậy có nghĩa là đây dự án cực thiết lạc đúng không? Và chị Hương cũng công bố trên sân khấu là tháng 4 này làm. Rồi là họ ngay lập tức liên hệ với chị Thảo Tây để xin Fireball Boy là bước đầu tiên. Và sau đó là liên hệ với Như Ngọc để hiểu thêm về dự án. Và hôm bữa thứ năm vừa rồi là ngày ngày thứ năm là bao nhiêu anh Tiêu không nhớ. Thế là Hậu đã họp với chị Hương cùng với chị Xuân Hân và chị Xuân Nguyên á, thì đã plan ra kế hoạch như sau. Kế hoạch chi tiết thì có lẽ là chắc chúng ta sẽ ở trong nội bộ sẽ biết, nhưng mà cũng công khai với mọi người một số các hoạt động lớn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có quyên góp bằng kim bằng thức chuyển khoản nè. Rồi bên cạnh đó là trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Rồi tuần sau là MT MCA Learning Tournament. Thì chúng ta cũng, và thậm chí là cái vòng chung kết của MCCC Star, chúng ta sẽ có cái phần quyên góp tiền kim bằng cái việc là các bạn sẽ bỏ vào cái thùng quỹ truyền thống của cộng đồng mình đó. Thì ở đây cũng chia sẻ với các bạn là các bạn ơi, dù là các bạn có 1.500 đồng gì cũng được hết, các bạn cứ quyên góp. Các bạn ví dụ như mình hôm nay, ví dụ như mình có 2.000 đồng đúng không, mình quyên góp 2.000 bỏ vào thùng quỹ đó thì tích tiểu nó cũng thành đại. Yeah. Đó, chứ mình không cần nghĩ là mình phải có 500.000 hay có 1.000.000 mình mới bỏ vô. Không cần đâu, mình cứ bỏ như vậy. Thì các bạn cứ nghĩ 10 người thôi mà có dùng mỗi người 10.000, 10 người đã được 100.000 rồi. Đó là hình thức thứ nhất là hiện kim. Hình thức thứ hai là hình thức mà ban thiện nguyện hiện tại vẫn đang làm, và làm từ cái hôm bữa tới, hôm bữa thi diễn thiện nguyện cho đến các buổi sinh hoạt cộng đồng hiện giờ là ban tách. Ban tách MC có chữ ký của chị Thạc Hoàng Hương. Và hiện tại số lượng tách cũng đang triển khai khá là ổn, sẽ tiếp tục bán trong thời gian sắp tới. Và trong đêm thi MCC Star thì cũng sẽ đặt bài để bán tab luôn. Ngoài ra chúng ta còn có bán sách cũ. Nếu như bạn nào mà chúng ta đang có sách cũ thì chúng ta cũng hãy quyên góp cho ban, bạn có thiện nguyện cũng hãy liên hệ với Hậu để quyên góp. Sách cũ hiện tại vẫn đang có và Hậu vẫn đang tiếp tục bán bằng cách online và offline. Rồi chúng ta có cái hai hình thức nữa, mà hình thức này thì Hậu nghĩ Hậu với chị Hương đang rất kỳ vọng nó sẽ giúp cho cái chuyện gây quỹ nó được thúc đẩy mạnh hơn. Đó là mình sẽ quyên góp, kêu gọi mọi người quyên góp quần áo nào mà nó đẹp một chút mà mọi người không mặc nữa, hoặc là phụ kiện, rồi giày dép túi xách gì đó, rồi mọi người có thể quyên góp thì ban ngoại khóa thì mình sẽ lọc lại, rồi sau đó sẽ bán live stream sau MCCC Star. Tại vì khoảng thời gian lúc đó thì chị Hương sẽ đảm nhiệm tổ chức bán live stream và cũng sẽ kêu gọi quyên góp đấu giá. Quyên góp đấu giá là ví dụ như là anh chị nào chúng ta có món đồ nào mình không dùng nữa mà nó cũng có ý nghĩa với mình có thể quyên góp cho chúng em, hoặc là không cần phải là một món đồ có giá trị đâu các bạn, mà họ nghĩ là một cái món đồ nào đó nó có ý nghĩa về tinh thần của các bạn, nó có một câu chuyện gì đó rất ý nghĩa trong cuộc đời là MC của các bạn hoặc là cuộc đời của các bạn cũng được, hãy quyên góp để cho cái đêm thi MCCC Star chúng ta sẽ có cái phần quyên góp đấu giá. Thì họ nghĩ rằng là nhờ vào cái việc bán đồ live stream và bán quyên góp đấu giá như vậy á, thì chúng ta cũng sẽ có cái lượng tiền đủ để kịp thời
làm được cái dự án này. Và hiện tại thì cũng một cái thông tin rất là vui, đó là mình đã có được cái đơn vị trợ giá về máy tính. Và cái thông tin này là hậu nhận được từ chị Khả Duy, thành viên của team chị Thảo Tây và Vũ Duy. Thì họ trợ giá với mức giá nó khá là ổn, nhưng mà nói chung là mình phải không có tiền để mới mua được cái vật giá đó. Nên vậy là nói chung là họ nghĩ là 50 triệu nhưng mà họ cũng mong có nhiều hơn để có mua nhiều máy tính cho các bạn hơn. Dạ, và rõ ràng là để biến một cái dự án từ ý tưởng nó trở thành hiện thực là cần rất là nhiều những cái sự đồng lòng, không chỉ của cả team đúng không, mà còn của các thành viên trong cộng đồng MCA. Và cũng như Phi Hậu vừa chia sẻ này, là chúng ta hãy góp tùy theo khả năng của mình, có thể là không góp tiền vào thì chúng ta có thể góp công sức, có thể đi cùng những thành viên của cộng đồng MCA cũng là một điều mà mọi người rất là trân quý rồi đúng không. Và sau khi mà chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời cũng như là Phi Hậu thì Quỳnh Dung tin rằng là các bạn đang theo dõi số podcast này cũng rất là muốn sẽ trở thành những người góp sức vào dự án này. Và Quỳnh Dung tin rằng là đây cũng là một giá trị mà cuộc thi muốn hướng tới, đó chính là cuộc thi của chúng ta mang tên là Ngôi Sao Chân Thành thì cũng sẽ hướng tới những cái gì mà chân thành nhất, trái tim chạm đến trái tim đúng không? Và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những chia sẻ của Phi Hậu cũng như là các thành viên trong team của huấn luyện viên Thu Thảo và Vũ Duy. Và ngay bây giờ thì Nguyễn Dung rất là muốn sẽ lắng nghe những chia sẻ và những lời gửi gắm từ chính những thành viên của team tới tất cả quý vị thính giả về dự án này. Thực sự thì nãy giờ thông qua phần kết nối của hai MC Quỳnh Dung, Quỳnh Trang cũng như là phần chia sẻ của Duy hay là Nhi và Phi Hậu thì tất cả quý vị thính giả cũng hình dung được là những cái tâm huyết cũng như là những cái mong muốn mà chúng tôi đặt kỳ vọng vào trong dự án này. Thực sự thì bản thân của Vũ Duy hay là Thu Thảo thì hai mentor chúng tôi chưa thực sự đến với trường kinh tế hy vọng. Yeah. Nhưng mà qua những cái phần chia sẻ và qua những cái điều mà các bạn trong team nói và thể hiện á, thì chúng tôi hoàn toàn thuyết phục bởi điều đó và rất là cảm và thương với các em luôn. Nên là rất là mong rằng là tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những bạn học viên của MC Academy, chúng ta có thể là mỗi người một ít thôi, không cần phải quá là to lớn gì đâu. Thực ra nghe cụm từ hiện thực hóa thì nghe nó hơi đâu to vô lớn một tí xíu, nhưng mà thực ra đơn giản là chúng tôi chỉ cố gắng trong khả năng của mình để có thể giúp đỡ các em bằng chính những gì mà chúng tôi có, để có thể là cho các em dễ dàng hơn trong công việc của mình, trong học tập của mình và kết nối nhiều hơn với các em. Và cũng mong muốn rằng là dự án này cũng sẽ đi dài hơn, nhiều hơn, không chỉ là trong vòng thử thách của cuộc thi, mà qua đó thì chúng tôi cũng mong muốn là sự kết nối giữa Học viện MC Academy, các bạn làm người nói với các em của trường kinh tế hy vọng nhiều hơn. Dạ, và không biết là Thảo Nhi muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả? Thật sự là một người đã đến hy vọng rồi, thật sự Thảo Nhi rất là mong muốn mọi người ơi hãy cùng góp một phần sức nhỏ của mình để mà có thể quyên góp cho các em. Có gì thì mình góp nấy, mình hay góp hiện vật nè, mình có thể góp hiện kim, thì tất cả những cái điều đó, ngay cả tình cảm của mình thì các em cũng sẽ rất là trân quý. Ở hy vọng hiện tại về kinh phí là phần mà các thầy cô cần nhất để duy trì và tiếp sức được cho các em ở hiện tại, cũng giống như thông điệp của Thanh Âm Diệu Kỳ, thì chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ được nhiều bạn trẻ ở hiện tại nhất có thể, để sau này chính các bạn sẽ là người quay lại và tiếp sức cho các thế hệ sau. Đồng thời chúng ta cũng sẽ là những người có thể góp sức lực của mình vào cái việc kết nối và đưa các em hòa nhập được với xã hội. Cho nên là bất kỳ một cái hành động nào của các bạn ở hiện tại đều có thể giúp được các em rất là nhiều, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Dạ, tiếp một ý với Thảo Nhi, thực sự là cái việc tiếp sức ở trường kiếm tính hy vọng á, nó cũng có một cái nét tương đồng với sự tiếp sức của cộng đồng MCA của mình, đúng không? Giống như là các thế hệ anh chị đi trước quay trở lại cộng đồng và chia sẻ trong những buổi sinh hoạt như vậy, thì giúp các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để có thể hoàn thiện nhiều hơn. Yeah. Và mong rằng là cái thông điệp này cũng sẽ lan tỏa nhiều hơn đến với các bạn cộng đồng MCA cũng như là những ai chúng ta đã đang và sẽ theo dõi fanpage của MCA Academy quý vị nha. Và chúng tôi cũng hy vọng là tất cả những thành viên của cộng đồng MCA khi mà lắng nghe cái podcast này sẽ đóng góp được một phần nào đó công sức của mình, không chỉ là về tiền bạc hoặc là vật chất đâu, mà nếu như mà các bạn có bất kỳ một cái tài năng gì hoặc là cái khả năng cho việc giảng dạy chẳng hạn, thì có thể đóng góp sức mình vào cái việc mà truyền đến tri thức, truyền cho tri thức cho các em, để các em có thể nhận về tất cả những cái điều tốt đẹp từ chính cái lời nói của chúng ta.
Dạ, và chắc chắn là những điều mà từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim đúng không? Và Quỳnh Dung tin rằng là sau đêm thi dự án thiện nguyện vừa rồi thì các bạn cũng đã thu nhặt được cho mình rất là nhiều những chất liệu trên hành trình làm nghề của mình này. Và chắc chắn là đã có một cái điều gì đó nảy mầm bên trong các bạn rồi. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta đã và đang đứng ở đâu trong hành trình này thì hãy luôn dùng tình yêu, sự thấu hiểu để lan tỏa đến mọi người và cùng nhau vẽ nên những điều tốt đẹp và xây nên những nụ cười hạnh phúc. Dạ, và một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình podcast Chạm Dừng MCA xin được gửi lời cảm ơn tới ba vị khách mời MC Phi Hậu, MC Thảo Nhi và MC Vũ Duy đã dành thời gian của mình đến chia sẻ với các bạn thính giả của podcast Chạm Dừng MCA. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý thính giả đã dừng lại tại tin bay của chúng tôi để lắng nghe những trải nghiệm trong chủ đề Khi Trái Tim Cất Lời. Và chúng tôi cũng hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi cũng sẽ chạm đến trái tim của các bạn. Và nếu như mà những ai đang theo đuổi nghề nói thì chính những cái chia sẻ vừa rồi cũng sẽ là một cái điều gì đó giúp các bạn có thể làm đẹp lời nói của mình hơn. Và Quỳnh chắc tin là không chỉ là về cải thiện về kiến thức, chính tấm lòng của các bạn cũng sẽ được khai sáng hơn nữa. Chúng tôi cũng hy vọng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục yêu thương chúng tôi để chúng tôi có thêm nguồn động lực mang đến cho quý vị những chủ đề thú vị hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa và sâu sắc hơn nữa. Và hơn hết thì podcast Chạm Dừng MCA cũng là một cơ hội để cho Quỳnh Trang và Quỳnh Dung hay là rất rất nhiều những bạn MC trẻ khác tham gia nhằm nâng cao kỹ năng trở thành một MC chuyên nghiệp. Và nếu mà các bạn quan tâm thì hãy đăng ký để trở thành những thành viên tiếp theo của podcast Chạm Dừng MCA. Và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả vào lúc 20 giờ thứ tư tuần sau trong số phát sóng thứ 34 của podcast Chạm Dừng MCA. Mọi đóng góp và chia sẻ quý vị hãy gửi về cho chương trình qua fanpage MC Academy hoặc qua địa chỉ email info@mcacademy.com.vn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.